Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Đây các bạn ạ, hôm nay mình lại ngồi đây mình tiếp tục dình xem cái bọn trẻ trâu hôm nay nó có cái món gì nó đặc sắc không đấy. Tại vì là hàng ngày mình để ý rồi đấy, gọi ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến cái tầm giờ này là chúng nó kiểu gì cũng phải moi cái gì ra chúng nó chơi. Nên mình sẽ dình hôm nay mình sẽ bắt quả tang xem chúng nó chơi cái gì ra, mình phá đám nha các bạn nhé. Mọi ngày nó khinh thường mình, hôm nay mình phá đám luôn. Hai là ui, có trò chơi rồi. Mấy bọn này ra vườn bê cái gì ra kia, ui thùng xốp to thế. Ôi, cái gì nhỉ? Bình tĩnh. Làm sao đấy? Anh đang làm sao đấy? Hả? Bọn này làm cướp cái thùng này của em. Thùng gì? Anh thấy chúng mày trốn bê cái gì à? Từ trong kia ra đây. Chúng mày nhảy sang nhà bên kia lấy trộm cái gì ấy hả? Hả? Khai. Đúng. Đúng không? Không. Thế sao lấy từ kia ra cái gì? Bọn này là một kho báu. Kho báu? Chúng mày vừa ra vườn đào à? Em vừa ra vườn. Đâu? Gốc khế. Đây làm gì có khế, mày liên tha làm gì rồi. Nhưng mà có cuộc trong này là cái gì? Kho báu anh. Đi em mở anh xem. Ừ, thế đi mở anh em mình chơi luôn nhờ. Để em, để anh. Thôi, bây giờ để anh mở. À, anh không mở. Sao? Bây giờ múc cái vào đầu, mở lên. Được, được, rồi, anh đếm nhá. Rồi. 2, 3. Ui. Đâu, kho báu đâu? Có ba cái cục sắt này, cái này đồ này của Dương mà. Cái này cài Dương. À, bim bim à? Cuối cùng là mình người đào gần chết rồi, không được gói nào. Thế sao có ba gói này à? Này bỏ ra, anh nhìn thấy mày giấu rồi, San bỏ ra đi. Đừng có tham lam nhá. Em là bây giờ em càng ngày càng tham lam rồi đấy. Bỏ ra. Bây giờ anh em bóc ra bố đi nhà mình ăn chung nữa chưa? Gì hả? Bốn người nhỉ? Quái đâu? Quái anh em đi có phần mà quái. Hả? Anh em có phần bóc ăn em này. Bóc ăn em đi. Ôi bim bim hạt à? Thôi anh xin cái, anh xin cái. Hả? Chỉ cho đi cơm này. San, cho anh xin cái. Hả? Trẻ trâu. Chúng mày có ba gói cơ mà. Ôi bim bim này, bim bim gì xem nào. Tuni. À, cái gì đây? Phô mai à? Thế còn cái này là cái gì đây? Ôi sò à? Sò cay à? Cái này cái gì đây? Bánh cá. Ôi bánh cá à? Ồ, xem bánh cá ngon không? Ui, hấp dẫn nhỉ. Thế là anh em không cho anh nhỉ? Ngọt. Mấy này dám khinh thường mình à? Cướp được rồi các bạn. Bỏ đi rồi. Đã bỏ hôm nay mình phá đám mà không cho ăn là mình phá đám này. Để trâu vớ vẩn. Bim bim cái gì đấy? Phô mai bùng lổ. Ngon hết. Mày nhớ nhá, làm ngủ nhá. Ở trong đấy anh nhá. Mày nhớ nhá. Ngày qua các bạn đấy giật được của nó cái gói bim bim này, này. Ăn được có 2-3 cái nó đã xông vào nó lại cướp lại. Bọn này chứng tỏ là không từ bỏ, gọi là cái ý định gọi là chọc phá mình. Thôi được rồi, ok. Mấy thằng trẻ trâu này hôm nay là khả năng là khinh thường mình các bạn ạ. Đấy, nên là hôm nay mình sẽ quyết định mình dạy cho nó bài học. Bim bim ấy đấy. Bim bim này thường thôi. Hôm nay mình sẽ mua quả bim bim siêu to khổng lồ về. Mình ăn một mình khinh thường chúng nó nhá. Để xem hôm nay là ý chúng nó như thế nào. Thế bây giờ mình sẽ đi mình đặt quả bim bim siêu to khổng lồ. Các bạn cùng nó xem quả bim bim khổng lồ của mình nhá. 2000 years later. Yeah. Đấy, ok anh em biết trên tay mình là cái gì không? Trên tay mình là một quả bim bim gối. Đó, không phải gối đâu, nó giống cái gối rồi. Nhưng mà nó là một quả bim bim siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy. Nhìn sơ qua là các bạn biết mặt ai đây chưa? Mặt Doraemon. Đấy. Hôm nay mình chơi hẳn quả siêu to khổng lồ này về khinh thường mấy trẻ trâu các bạn nhá. Để xem là chúng nó còn dám là huynh hoang mình không. Bây giờ vào sẽ bóc thử ra xem cái bim bim Doraemon này bên trong có gì nhá. Trẻ trâu ấy đi đâu hết rồi nhỉ? Ăn hết đống bim bim rồi xong là vứt vỏ ở đây, vứt thùng ở đây. Chắc cả đi đâu chơi rồi. Mình vừa bóc ra rồi các bạn này đấy. Các bạn nhìn chưa? Có ít này. Bóp vẫn kêu tạch tạch nha. Tang 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 tang. Đấy, giới thiệu với anh em đây là cái gói bim bim gọi là Doraemon siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy, như một cái gối các bạn ạ. Ui êm lắm, phòng phòng rất là êm luôn. Ô đây mới có một lửa khuôn mặt của Doraemon này. À đây, nó còn dài như này mà các bạn này. Ui, wow. Ở đây là khuôn mặt của Doraemon nhá. Nhìn rất là to, siêu to khổng lồ luôn đây. Mình đo này. Đấy. Hai găng tay còn chưa hết.
Xem mặt sau là. Ui ôi, mặt sau cũng Doraemon luôn. Đẹp tuyệt vời. Doraemon đấy. To đùng luôn, to hơn mặt mình luôn. Đấy, khét luôn. Đấy, không biết anh em có biết Doraemon không, nhưng mà Doraemon là một cái nhân vật hoạt hình truyện tranh loại nổi tiếng của Nhật Bản đấy. Đây là gọi là mèo ú thông minh nhé, có phép thuật, không phải phép thuật mà gọi là có rất nhiều bảo bối, gọi là xịn sò đấy. Con này mà làm đệ tử của mình thì chắc khả năng là mình vô địch thế giới luôn. Đây nó có rất nhiều những cái gói bim bim con này các bạn này, đấy rất là nhiều luôn. Thế mình nghĩ là khả năng ở trong này là có rất nhiều bim bim con nhé, ở trong cái gói này. Đấy, bây giờ là để bóc ra phát đã đói quá rồi, tò mò quá. Mày lại thèm thuồng chảy rãi ra đây. Đấy, cái con gấu tuyết này chưa gì nhìn thấy Doraemon đã thèm thuồng. Wow, wow. Wow, wow, thế nào? Ui ui. Ui ôi, phải nói với các bạn này trong này dã man luôn. Ui ôi, này. Ui, đây mình đổ ra cho các bạn xem này. Ui nhiều dã man này các bạn này, bên trong này này. Đây này, trong này nó có những cái gói bim bim nhỏ này, rất là cute. Đấy hình của Doraemon này, đẹp chưa? À, hay thế nhỉ? Rất là nhiều nhá. Ui. Trong này này, mình sẽ đổ ra xem bao nhiêu gói nhá. Ui, một gọi là siêu thị hết rồi. Một siêu thị bánh Doraemon này anh em ơi. Nhìn quả này thì thôi rồi, ăn quả này thì đúng là trẻ trâu nhìn thấy mình có cái này chắc khóc thét luôn. Mình đã mua là nó phải đẳng cấp. Đấy, nó phải nhiều như thế này, hiểu chưa? Đấy, nó phải siêu to khổng lồ. Đấy, anh em nhìn đi nhờ. Đây là bim bim Doraemon cay này. Đây này, mì cay này, thấy chưa? Cay xé lưỡi này. Đây là bim bim Doraemon sò. Mỗi một cái gói này lại có một cái khuôn mặt riêng của Doraemon nhá. Đấy, mặt giận dữ này, mặt vui này. Mặt này là mặt yêu đời đấy, sở bim bim que này. Ôi mặt trái tim này, đây là mặt đáng yêu các bạn ạ. Đấy, mặt trái tim. Còn cái gì nữa không nhỉ? Nói chung là có loanh quanh khoảng mấy gói là đây. Một cái mặt vui vẻ nữa cũng là bim bim que nhá. Đấy, nói chung là có mấy loại này thôi. À, đá bóng, Doraemon đá banh này. Đặc cấp nha. Mình rất thích ăn cay các bạn ạ. Nói chung là trong cái gói bim bim Doraemon khổng lồ này là nó chứa tất cả các loại vị bim bim mà hiện tại đang có bọn trẻ trâu vừa ăn nhỉ. Nó có cái gì đây, có hết và thậm chí là còn có nhiều hơn. Ôi ôi. Sống nó phải như này nó mới sướng các bạn ấy. Đấy, nó phải kiểu dạng như là mình có đầy đủ đấy. Thôi, mình sẽ test thử quả bim bim Doraemon cay đây. Mình rất thích ăn cay. Mày hóng ấy nhỉ. Khéo đấy. Có biết ăn không? Ngon lắm anh em ạ. Mình sẽ test thử một gói bim bim đỏ đi, cho nó đỏ. Ngon lắm. Thò à. Nói chung rất ngon anh em ạ, rất ngon. Bây giờ mình sẽ ăn lốt quả que xem nó có... Ui ui, ra quá. Lại đưa đây. Đưa đây này. Tham quá ơi. Tham làm ấy à. Đưa hết này. Đưa. Nhanh không anh cử gấu tuyết ra cắn cho này. Này này, ai cho mà đấy, đưa anh. Ai cho anh bán đấy. Ai cho mà đấy. Thằng hình như vừa thấy một thằng nào giấu nữa thầy. Có. Ái rồi, giấu ba gói. Này thôi để im đây. Gấu tuyết đâu? Ra bảo vệ tao cái. Nhanh, đứng đây. Gấu tuyết đi đâu? Nào, thế đứa nào vào cướp ấy? Nãy anh cũng cướp ấy. Anh cướp bao giờ? Nãy anh cướp em ấy. Chúng mày không cho anh lấy chứ? Chứ bây giờ anh... Thôi, vừa lấy là anh chưa kịp ăn mày lại cướp lại rồi, coi như là hòa vậy chứ. Thằng Dương nó ăn kìa. Ui, mày đã lấy của anh rồi. 50.000. 50.000 mày ăn hết rồi còn nói gì? Này, không động. Đưa đây. Nhanh. Khôn hồn đưa đây tí cho ăn đàng hoàng nhá. Sao đâu? Em có thi ăn không? Mày đòi lại thằng này cho anh ngay. Nó dám cướp của anh. Ôi ạ. Ai giải nhố nhằng. Giá đấy. Cái gì? Đòi lại. Không có. Không có. Có không? À đấy đấy đấy. Pẹp 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 pẹp. Đấy giải ơi. Nhố nhà nhố nhằng. Đấy cho san luôn quá này. Nên làm sao? Ôi thầy. Mày nhá. Tự tiện nhá. Thế vừa lấy thằng nào khi được anh? Thằng chảy ra, hay ra, em giữ thằng này cho anh cái, nó cứ hả? San với anh đau nhất, san đánh anh đau. Đâu, nó có đánh anh không? Có. Có hả? Thế san hai mặt à? Nhưng mà thôi bây giờ nó cướp lại cho anh rồi, thế bây giờ là ý anh em như nào? Đã bao giờ được ăn quả bim bim gọi là Doraemon khổng lồ siêu nhiều này chưa? Chưa anh, ý hả? Em xin một gói ạ. Xin anh ạ,
Thôi đi em ạ. Bọn em nói thật là bọn em chuyên gia khinh thường người khác, em hiểu không? Không bao giờ khinh thường ai anh em. Để báo, ồ, giỏi ấy. Bé này cũng bao giờ dám khinh thường ai đâu. Có thật không? Thật anh. À, thế thì sao mà mọi lần anh cứ xin cái gì là bọn em lại không cho? Thế bây giờ có muốn ăn thử này không? Hả? Rồi ăn một gói thôi, để im nào. Để im anh chưa? Bọn mày vớ vẩn. À, thằng Vương thích màu gì? Em thích màu đỏ ạ. Màu đỏ gì? Màu đỏ cho mày màu đỏ. Thằng em này thích màu gì? Em thích màu xanh. Xanh cho màu xanh. Nam thích màu gì? Em lớn hơn em phải ăn nhiều. Em chỉ ăn một gói thôi, em tham là không cho ăn luôn. Màu đi. Thôi một màu thôi. Thử cho thử test một cái xem nào. Màu vàng à? Thế san là còn mỗi màu tím này, cho san màu tím này. À. Màu đen à? Cái này cay nhá. Thử nào. Ta gì không? Tạm tạm. Dở bim bim này mà tạm tạm thế, tạm tạm đi vào, không ăn nữa. Đi vào chỗ khác. Chết vai. Chết vai luôn. Bim bim này. Ui giời. Nhưng mà hồi trẻ trâu em hay ăn này. Ôi giời, bim bim que đúng không? Vâng. Ôi giời. Có được không? Cũng ngon ngon này. Ngon ngon hả? Ngon ngon, đi ra chỗ khác. À ngon ngon nhiều. À. Thằng em mày ăn thế nào? Mì tôm ấy. Mì tôm chém à? Ăn có được không? Rất ngon. Ừ, được, rất ngon, tí cho gói nữa. San ăn cái gì em, mì tôm à? Thôi ăn cái này cay, ăn ít thôi. Ngon. Thấy chưa? Bọn em thấy chưa? Lần nào anh cũng mua được một đống đồ về và anh ăn nhá. Thấy chưa? Thế là sau nhá, đừng có khinh thường anh sớm. Thấy chưa? Không, đến lúc anh ăn thì đừng có đòi. Đấy, em nhìn này, nhiều chưa? Vâng, phẫu thuật cho anh quả bim bim que, anh em thử cái nào. Ừ, quá này ngon hơn. Ui, như que tắm này á. Nói chung là cũng được ấy, cũng ngon phết đấy. Ăn hết đi. Oh. Ngon lắm anh ạ. Lần đầu tiên mình được ăn cái gói bim bim Doraemon khổng lồ siêu ngon này. Cho em một cái gói này để em gọi là kiếm được người yêu này. Bim bim hình trái tim. Ăn không? Có thích ăn không? Ui, ngon. Ngon lắm. Ngon ăn không? Người dày ngon. Ui, em ơi. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Kìa. Ui. 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 Chú ba. Chú ba, bắt nó. Ui. Lấy lại con bim bim. Ôi nó chạy mất rồi em ơi. Ui may nha, mình ăn hết không thì hết bim bim rồi, không thì nó lấy hết bim bim của mình. Đây còn mỗi cái vỏ vừa ấy úp sọt nó các bạn ạ. Ui. Sao lần nào anh em mình ăn cái gì nó cũng vào đây, nó định khử nhỉ, sao nhỉ? Thằng này chắc không có tiền chết đói đấy. Chắc khả năng chết đói thật rồi em ạ. Đấy thấy anh em mình ăn bim bim Doraemon khổng lồ cũng nhảy vào chứ. Nhưng mà rất tiếc là anh em mình đã ăn hết rồi. Nhỉ.